Xin được chào mừng tất cả các bác, chúng ta đã quay trở lại với lại kênh YouTube của Cao Hiền Audio. Cũng rất là lâu rồi thì Cao Hiền cũng ít đăng những cái video bổ ích cũng như những mặt hàng và những cái sản phẩm hay, và có những chia sẻ về sản phẩm cũng như là kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh. Và ngày hôm nay thì trước khi gửi hàng đi cho một bác ở Hà Nội, một tay chơi về âm thanh, thì Hiền có review với tất cả anh em chúng ta đến với một cái sản phẩm rất là cao cấp, một trong những dòng main, dòng công suất được đánh giá là hạng thương gia dành cho tất cả các bác có điều kiện đấy, và chơi những dòng loa khó tính. Và ngày hôm nay thì cũng giới thiệu đến tất cả các bác với một dòng đẩy Crown, một thương hiệu rất là xa xỉ mà từ trước đến nay thì tất cả anh em chúng ta cũng đã rất là quen thuộc rồi đấy. Trước đây với những dòng Crown mà các bác tin dùng như dòng Crown Macrotech là một trong những dòng Crown chạy sò sắt mà rất nhiều anh em chúng ta đang rất là thích thú với cái dòng Crown đó. Nhưng mà ngày hôm nay thì Hiền muốn review đến tất cả anh em chúng ta một cái Crown thế hệ mới nhất đấy, với những cái cải tiến, những cái chức năng nó hiện đại đấy. Và con này của nó thì là nó được cải tiến hơn thế nữa, nó là một dòng Crown đấy, chạy nguồn xung rất là nhẹ. Con này chỉ tầm khoảng 5-6 cân thôi anh em nhé, rất là nhẹ, mà một tay chúng ta xách lên cảm giác nó chỉ nặng gấp đôi con vang số thôi đấy, rất là nhẹ nhàng nhưng công suất của nó cũng rất là lớn. Con Crown CNI này thì các bác lý do tại sao ở trên thị trường Việt Nam mình, ở trên tất cả các trang web ở khu vực châu Á mình thì là nó rất là ít, nó có nhưng mà rất là ít anh em nhé. Bởi vì đối với hai dòng Crown CDI 2000, CDI 1000, CDI 4000, 6000 và CNI 1000, CNI 2000, 4000, 6000, hai con này của nó y hệt như nhau, nhưng mà cái bản CNI là cái bản xuất châu Âu anh em nhé, đấy, xuất châu Âu, xuất ngược Mỹ đấy. Còn cái bản CDI là cái bản xuất thị trường châu Á, cho nên là cái bản CDI nó rất là quen thuộc đối với tất cả anh em chúng ta. Nhưng mà bản CNI thì nó rất là hiếm, một trong những cái bản mà anh em chúng ta rất hiếm khi gặp bản này đấy. Còn đối với bản CNI và bản CDI thì hai cái bản này đang có bán với một cái mức giá rất cao ở thị trường khu vực Việt Nam cũng như là khu vực châu Á của chúng ta, với mức giá trên 1.000 đô, 1.500 cho đến 1.600 đô, tương đương với mức giá là 31 cho đến 32 triệu tiền Việt đấy. Và ở Việt Nam mình, ở tất cả các trang mạng cũng như là tất cả các trang web lớn đấy, và chuyên về hệ thống âm thanh JBL đấy, thì chúng ta cũng có thấy các bác bán với cái dòng Crown CDI và CNI với mức giá dao động từ 30 cho đến 33 triệu đồng một con đấy. Và ngày hôm nay thì Hiền muốn giới thiệu qua về cái sản phẩm này để tất cả anh em chúng ta làm quen và chúng ta được biết. Đây, dòng CNI 2000 với công suất là 1250W, và con này của nó thì là nó hoạt động ở tất cả các thể dạng anh em nhé, từ 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm đều chơi được tất cả các loại loa đấy. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu sơ qua đến tất cả anh em chúng ta đấy. Trước mắt quý vị, em Hiền xin được giới thiệu đến tất cả mọi người nhé. Đây, một con đẩy Crown em quay mặt về phía trước và một con đẩy Crown em quay đít về phía sau. Đấy, cũng quay đít về phía trước để tất cả anh em chúng ta dễ quan sát. Vâng, và đây thì anh em nhìn nhé, vương miện của logo Crown đây. Đấy, vương miện này. Đấy, và đây là Crown CNI 2000. Có một cái điểm đặc biệt là con này của nó rất là khỏe, và cái thương hiệu Crown này của nó chính là do hãng của JBL Hartmann Crown là người ta sản xuất ra nhé. Và đây chính là phiên bản cao cấp nhất trong cái thương hiệu JBL, nó là thương hiệu Crown đấy. Và ngoài ra thì anh em chúng ta cần phải biết được rằng lý do tại sao đấy, con Crown này của nó toàn bộ ở bên trên này của nó có những cái bản nó là sản xuất ra bằng tiếng Anh, nó in tiếng Anh đấy. Có những bản đấy, nó sản xuất ra thì lại in bằng tiếng Trung Quốc đấy. Và ở đây đấy, nó có ghi rõ luôn Make in China luôn anh em nhé. Con này của nó là hoàn toàn chính hãng, không phải là hàng nhái, không phải là hàng dởm đấy. Nhưng mà nó được sản xuất tại thị trường ở Trung Quốc và nó xuất khẩu đi đấy, cho nên nó có chữ gọi là Trung Quốc đấy.
Đây anh em nhìn rõ nhá, Hackman này. Đấy, Hackman Crown này. Đấy, và con này của nó là có mã luôn anh em nhé, có mã vạch, mã check đấy, và make in China. Con này của nó là hoàn toàn là chính hãng và con này của nó là xuất đi thị trường châu Âu đấy. Và cái điểm đặc biệt ở trên con Crown này đấy, anh em nhớ hộ em Hiền nhé, con Crown này của nó có hệ thống cốt, và tại hệ thống cốt này đấy, các bác có thể can thiệp bằng tay và các bác có thể can thiệp bằng phần mềm. Con này của nó có cả phần mềm luôn anh em nhé, riêng con đẩy này có cả phần mềm nhé. Trên con đẩy này đấy, các bác có thể xử lý được tất cả các tần số, các bác có thể đánh được brit, các bác có thể là đánh được baranel và các bác có thể đánh được sitereo bình thường. Nếu như mà chúng ta muốn hoạt động như một con đẩy bình thường thì chúng ta vào hệ thống DSB, chúng ta tắt hệ thống cốt của nó đi. Còn nếu như mà các bác muốn can thiệp trực tiếp, ví dụ như các bác muốn đánh những dòng loa tài nòi, những dòng loa khó tính, những dòng loa cao cấp mà các bác không muốn can thiệp một thiết bị nào về cho nó ra một chất âm mộc mạc, sạch sẽ, trong trẻo giống như tất cả những cái dòng âm ly bình thường mà các bác muốn nghe ra với một cái chất âm mà nó chuẩn nhất. Đấy, thì ở trên con Crown này của nó và tại hệ thống DSB này thì nó có thể làm được luôn việc đó cho tất cả các bác nhé. Đấy, thì ở trên con Crown này nó có thể cắt được cả súp này. Đấy, cắt được tất cả các giải tần giống y như một con vang số đó đang nằm tại mặt ở cái khu vực giữa màn hình chính của con Crown này luôn. Và toàn bộ cái thông số ở trên con Crown này nó sẽ được hiển thị rõ ràng để tất cả anh em chúng ta nhìn thấy con Crown này đang hoạt động ở chế độ nào. Đấy, khi mà chúng ta sử dụng phần mềm anh em nhé, tức là cắt qua DSB của nó. Đấy, còn khi các bác không sử dụng DSB nữa thì các bác có thể cắm qua vang số và xử lý phần mềm qua con vang số giống như tất cả những con đẩy bình thường. Đấy, nó hơn ở chỗ là con Crown này nó có cái bộ xử lý thông minh. Đấy, và hai nữa thì tất cả anh em chúng ta nên nhớ nhé, con này của nó là chạy bằng mạch Class D. Đấy, và hệ thống làm mát của nó là hoàn toàn auto. Khi mà chúng ta đánh ở cái mức công suất lớn đấy, thì con này của nó rất là mát, bởi vì con này nếu mà để mà nói từ trước đến nay các bác luôn luôn nghĩ rằng Class D nó là một cái mạch sinh nhiệt đấy, rất là nóng. Nhưng mà con đẩy này của nó em đã test với một cặp loa full Watt Fadan. Xin lỗi anh em nha, Watt Fadan Pro. Một cặp loa full kép của anh. Em đánh trong vòng 1 tiếng 30 phút. Đấy, thì quả gió này của nó mới hoạt động. Chứng tỏ một điều là cái con này của nó là nó hệ thống tản nhiệt rất là tốt. Mà công suất của nó là 1225W. Đấy, cho nên là con này của nó là có thể chịu đựng được một khoảng thời gian cũng rất là dài. Và khi nhiệt độ nó lên đủ ở cái mức độ cảnh báo thì lúc đó hệ thống quạt gió nó mới chạy. Đây anh em nha, cái này của nó là anh em có thể là sử dụng được cáp chân này này. Đấy, và có thể là sử dụng được cáp đầu USB như cáp in này. Đấy. Và khi mà các bác không muốn dùng nữa thì các bác có thể chuyển về hệ thống. Đấy, chuyển về hệ thống chạy DSB off. Đấy. Vô tư như một con đẩy Crown bình thường luôn. Và em cũng xin được nhắc lại là con đẩy Crown này của nó ở thị trường Việt Nam đấy, thì đang bán cái bản CDI. Bản CDI nó là bản xuất khu vực châu Á đấy, còn bản CNI rất là hiếm có, cực kỳ hiếm đấy, các bác phải tìm thật kỹ thì mới xuất hiện nó ra. Còn tất cả trang web đấy, tất cả các đơn vị cung cấp ở khu vực Việt Nam mình đấy, chỉ bán dòng CDI. Còn dòng CNI gần như là chỉ ở chắc các trang web nước ngoài, mà khi chúng ta tìm đúng địa chỉ thì chúng ta mới tìm được nó. Còn nếu mà không, gần như không có CNI anh em nhé. Còn cái này của nó thì đánh rất là khỏe. Đấy, khuyến cáo tất cả anh em là chúng ta nếu như mà chơi những dòng loa nghe nhạc công suất lớn thì các bác cũng nên lựa chọn một con đẩy Crown như này để cho nó đánh cân được cái hệ thống loa của mình. Đấy, còn một số cái dòng âm ly để mà chơi với cái mức âm lượng lớn, công suất lớn thì những dòng âm ly nghe nhạc bình thường thật sự nó không phải là cái phương pháp hữu hiệu, bởi vì để mà sắm được một con âm ly mà đánh mà nó khỏe bát nảy đấy, chép sáng, tiếng sáng trong trẻo sạch sẽ đấy, đúng như ý của anh em mình thì thật sự là nó là một cái âm ly rất là đắt tiền đấy. Nhưng mà chơi Crown này của nó các bác có thể là đánh được 2 cặp loa vô tư chứ chưa nói là đánh 1 cặp nhá. Con này của nó em đã từng test đánh với 1 cặp full kép Watt Fadan Bát 40 rồi, và em cảm nhận được rằng con này của nó cực kỳ khỏe luôn. Đấy, và trước khi gửi đi đấy, em có review và giới thiệu cho anh em chúng ta này. Đây, cái hệ thống kết nối của nó là hoàn toàn khác với lại những cái dòng đẩy bình thường. Thứ nhất đấy, khi hệ thống loa ra thì toàn bộ bắt bằng ốc vít. Lý do tại sao lại vậy ạ?
Bởi vì những dòng đẩy nội địa của Mỹ, các bác nên nhớ rằng đấy, những dòng đẩy nội địa của Mỹ thì bao giờ đấy, tất cả những đầu dây kết nối của nó sẽ không dừng giắc cắm nối tiếp đấy, mà nó sẽ phải dùng ốc vít bắt trực tiếp, tránh tình trạng là bị mô ve, bị tiếp xúc kém, đúng không? Còn riêng đối với dây kết nối đấy, nó sẽ sử dụng cáp này. Đây anh em nhìn nhá, nó sẽ sử dụng đầu cáp này, và em sẽ phải chế ra một cái đầu dây rắc. Một là đầu dây canon đực đấy, hai là đầu dây canon cái đấy. Anh em ai thích kết nối bằng cái gì thì kết nối, và chúng ta dùng ốc vít chúng ta bắt chặt vào với nó như thế này đấy. Bình thường ở bên nước ngoài là người ta sẽ sử dụng dây kết nối tín hiệu, người ta cắm trực tiếp vào đây luôn chứ không có qua cái này nữa anh em nhé. Cho nên là kể cả hệ thống cắm của nó cũng sử dụng một cái chân cáp khác hoàn toàn so với một con đẩy bình thường luôn anh em. Đấy, cho nên là tất cả các bác chúng ta ai có nhu cầu đấy, chơi con đẩy CNI hoặc là dòng XTI với những dòng Crown thì trước đây Hiền đã làm rất là nhiều rồi đấy, nhưng mà những dòng đời cũ thì hiện tại bây giờ là Hiền không làm nữa, bởi vì khi nhập vào giá thành của nó cũng rất là cao đấy, nhưng mà cái hệ số mà để mà lỗi vặt hoặc là nó hỏng hóc khi mà mình nhập về đấy thì gần như là bán nó không có lãi. Còn đối với những cái hiệu suất để mà những cái dòng đẩy Crown này nó làm việc ta đấy, độ chế và âm thanh đấy, hoàn toàn bây giờ nó khắc phục được tất cả những lỗi trước đây mà những con đẩy Crown trước nó bị hạn chế. Còn với những con Crown như thế này đấy, thế hệ mới nhất năm 2017-2018 đấy, và khi mà Hiền mua về đến nhà gần như là đẹp thiếu xốp luôn. Ở trên những con đẩy như này gần như không có một lỗ xước anh em nhá. Đây gần như là hàng trưng bày đấy, gần như hàng trưng bày showroom, thanh lý ra đấy. Ở trong con đẩy gần như là em tháo ra chỉ có những vết bụi được đánh giá là gọi là theo thời gian thôi, chứ gần như là nó chưa được sử dụng bao giờ đấy, đẹp đến mức độ như vậy, đẹp thiếu xốp luôn. Và ngày hôm nay Hiền có làm cái video review lên để cho tất cả anh em chúng ta xem và nghĩ về cái chất âm đấy, về cái chất lượng đấy, về cái giá thành của một con Crown. Thì đối với những dòng Crown này phải là những cái bác đấy biết chơi đấy, am hiểu và có điều kiện thì mới chơi được đấy. Bởi vì với một con đẩy như này đấy, giá ở bên ngoài đang bán ra từ 30 cho đến 35 triệu không hề rẻ tí nào, thì với những cái bác đấy, có điều kiện đấy, thì mới chơi được. Còn những con đẩy Crown mà em mua hàng dùng lướt như thế này đấy, giá thành của nó cũng rất là hợp lý, kể cả dân thường cũng vẫn chơi được anh em nhé. Còn tất cả các bác chúng ta nên nhớ rằng đấy, của rẻ là của ôi đấy, không bao giờ có chuyện hàng ngon, hàng xịn, hàng cao cấp mà lại rẻ được, đúng không? Mà đặc biệt với một cái thương hiệu đình đám nổi tiếng nhất trên thế giới về cái mạng thiết bị gọi là chơi nhạc, phát nhạc như dòng Crown này, thì thật sự nó không phải là vấn đề mà anh em chúng ta đánh giá nó tầm thường được, bởi vì nó là dòng mền cao cấp, đúng không? Đấy, và ngày hôm nay thì trước khi gửi hàng đi cho anh em ở trên Hà Nội thì em nhân tiện đấy, và để tại cái tủ máy ở đây và giới thiệu sơ qua với anh em chúng ta về cái dòng đẩy Crown CNI 2000 đấy. Và tất cả các bác chúng ta ai có nhu cầu tìm đấy, thì có thể là liên hệ cùng với Cao Hiền Audio đấy, qua số điện thoại là 0936 554 566. Tất cả các bác chúng ta ai có nhu cầu mua bán âm thanh gì thì liên hệ với Cao Hiền nhé. Một lần nữa xin được kính chào tạm biệt tất cả các bác, và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào.